Xin mến chào cô bác anh chị gần xa đang xem kênh LTK Bonsai nha. Thì hôm nay em đến nhà vườn An Khang. Nhà vườn của em ở xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha. Thì em có về một số mặt hàng như trang vàng phôi, mỹ hồng, rồi mỹ đỏ lá xài, mỹ nhung, đỏ nhung lá bóng nha. Thì cũng cần giao lưu với tất cả cô bác anh chị gần xa trên mọi miền đất nước nha. Shop của em thì bao sóng bao ship toàn quốc nha. Rồi. Số điện thoại của em là liên lạc của em là 0359667713, cũng là số Zalo luôn nha. Rồi không để cô bác anh chị chờ lâu, em bắt đầu vô cái phôi trang vàng số 1 nha. Đây. Rồi, cái phôi này đã sống khỏe trên thần chậu rồi nha. Đó, phôi. Phôi số 0. Mã số 0 nha cô bác anh chị. Mã số này có cái hoành 15 nha, hoành đo vị trí này 15 nha. Chiều cao nó là khoảng 30, chiều ngang của nó là 2,5 tấc. Đó, phôi trang vàng đã thần chậu sống khỏe rồi các anh chị. Đây, bộ đế nó đây. Rồi, cây số 0 này giao lưu của anh chị là 450.000, bao ship toàn quốc chị. Rồi, em lên mã số 1 nha. Số 1 vẫn là cây trang vàng lá nhỏ nha. Đó. Đó, bộ đế đó này. Rồi cây này có hoành 19,5 nha các anh chị. Đây, cổ tay em bơm không giáp đây. Hoành 19,5. Tính 19 nha. Chiều cao 20, tán ngang 28. Rồi, cây này giao lưu với các bác các anh chị gần xa trên mọi miền đất nước là 500.000 nha. Bao sống bao xếp của các anh chị luôn nha. Rồi cho em đổi cây. Rồi tiếp tục mã số 2. Mã số 2 vẫn là một phôi trang vàng lá nhỏ nha. Đó, cây thì già. Mã số 2 có hoành 15 nha các anh chị. Hoành 15. Chiều cao 30, tán ngang 29. Cây này nó có cái thân hơi bay hơi ra nha. Đây, thân đường thân bay nó đây. Đó. Cây này hoành 15, cao 30, tán ngang 29. Rồi cây này cũng giao lưu các anh chị 500.000 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi tiếp tục cây số 3. Cây mã số 3. Đây vẫn là một cây trang vàng lá nhỏ nha. Cây này có cái thân thẳng đứng nha. Đây. Bộ đế nó đây. Rồi cây này có hoành 17 nha cô bác anh chị. Đây để em đo lại cho cô bác anh chị xem nha. Khi cái này em đã đo trước rồi. Nè, cây gần 18 nên tính 17 nha. Đó. Chiều cao của nó là 29 nha. Tán ngang 28, cây này cũng giao lưu 500.000 luôn. Cây cái đường thân thẳng đứng lên. Cây trực pin. Rồi, lên cây số 4 luôn. Cây số 4 vẫn là một cái phôi trang vàng lá nhỏ nha. Đây. Phôi số 4. Cây này có hoành 17 nha các anh chị. Em đo lại cho các anh chị xem. Đây, hoành 17 đây. Cây này có chiều cao 28, tán ngang 25. Cây này giao lưu của bác chị 550.000 nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên phôi số 5 nha. Này bộ đế đó đây. Cây bộ đế rất đẹp nha. Phôi số 5 này có hoành 16 nha các anh chị. Đây hoành 16. Vị trí này nha. Rồi chiều cao của nó 28 tới ngang 25 luôn. Rồi cây này báo giá của bác anh chị là 500.000 nha. Bao ship toàn quốc luôn. Cây này đã thần chậu rồi nha các anh chị. Đây. Rồi tới mã số 6. Đây mã số 6. Mã số 6 cây này có hoành 15 nha các anh chị. Đây hoành 15. Đo vị trí này nha. Hoành 15, cao 30, tán ngang 25. Rồi cây này giao lưu của anh chị 450.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 7. Mã số 7 này, cây này có cái cộng đế quá trời lực luôn. Cây số 7 này có hoành 17 nha. Hoành 17.
cao 33 tới ngang 25. Cây bộ gì rất vàng, sần sù hết. Rồi cây này giao lưu của anh chị 550.000 luôn. Giờ tiếp tục lên cây số 8 nha. Đó, cây số 8. Cây số 8 cái hoành tổng hai cái chỗ này là 19 nha các anh chị. Chiều cao 25 tới ngang cũng 25 luôn. Đó. Rồi cây này giao lưu của anh chị là 550.000 luôn. Cây số 8. Rồi, xuống kho luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 9. 9 bộ đế nè. Cây nào cũng cái củ đế nó cũng là cái chơi nghe của anh chị. Đây nè. Đó. Cây số 9 này có hoành 15 nha, cao 20 tới ngang 20 luôn. Đây, đường thân nữa đây. Rồi cây này giao lưu của anh chị 450.000 luôn. Rồi đổi pho luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 10. Đó. Mã số 10 cây này hoành 17 nha các anh chị. Mình 16 đi 17 chứ đôi dưới. Đây 17, trên này 16 đi. 15 đi, tính 15 đi. Rồi cây này chiều cao 28 tới ngang 22. Cây này giao lưu của bác chị 500.000. Rồi xuống cây luôn. Đây. Rồi tiếp tục mã 11 nha. Đây 11. Lên trên này có cái tàn đa trên này nha các anh chị. Cây này đẹp nha. Rồi cây số 15 này có cái hoành 15, cây 11. Cao 30 tới ngang 25. Rồi cây này giao lưu 450.000 luôn. Cái lô trang này thì em cũng cái số lượng em còn cũng tầm hơn 100 cây nha các anh chị. Các anh chị có ai có số lượng nhiều thì em giảm giá nha. Đó, cây số 12. Rồi cây số 12 này có hoành 15 nha, cao 25, tán ngang cũng 25 luôn. Cây hoành 15. Đây, hoành ở đây. Rồi cây số 12 này cũng 450.000 luôn. Bao ship toàn quốc nha. Đây. Lên cây 13. Đó, mã số 13 nha các anh chị. Đây. Qua bộ đế nè. Bộ đế chảy ra. Nói chung ra cây tầm mấy trăm ngàn, em không có đo kỹ cái hoành cũ nha. Cái này nó hoành 14 nha các anh chị. Hoành 14. Chiều cao 22 tới ngang 20. Rồi cây này giao lưu của anh chị 500.000 luôn. Đây. Cây nhân vàng này đẹp nha các anh chị. Rồi tiếp tục lên mã 14 luôn. Nói cái đường thân nữa đó. Cái này có cái cành bay ra đây nha các anh chị. Đó. Con này đẹp ha. Rồi cây 14 này có hoành 16 nha. Chiều cao 32 tán ngang 24. Đây. Hoành vị trí này thì nó cao nha, 16 thì em đo trên nha. Đó, chỗ này là tới 18 rồi nha. Rồi giao lưu của anh chị 550.000 luôn, mã số 14. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên mã 15 nha. Đây. Bộ đế có cộng rễ hết không ạ? Rồi cây này có hoành 16 nha. Đó, chiều cao 37 tới ngang 30. Rồi cây 15 giao lưu của anh chị 500.000 luôn. Bao sống bao ship toàn quốc nha. Rồi tiếp tục cây 16. Đây 16. Cây này có hoành 15 nha của anh chị. Hoành 15. Chiều cao 30 tới ngang 25. Đây hoành 15 vị trí này.
Rồi cây này giao lưu với cô bác chị 450.000 luôn. Cây 16. Rồi tiếp tục. Em lên mã số 17 nha. Đây. 17 cây dán trực thẳng đứng nha, lên trên là nó chia một cái tàng đa là mình làm một cái hình núm là. Rồi cây này có hoành 16 nha. Cao 27 tới ngang 27 luôn. Rồi cây này giao lưu của anh chị cũng 500.000 luôn. Cây 17. Rồi tiếp tục. Cây mã số 18 luôn. Đây. Mã số 18 này có cái nhánh nó hơi bay ra nha. Đó. Mã số 18, cây này có hoành 16 nha các anh chị. Cao 30 tới ngang 25 nha. Rồi cây này giao lưu của anh chị 550.000 luôn. Có cái mấy cộng đế rất lực nha. Em bơm không có giáp đâu nha. Rồi tiếp tục lên mã số 19 luôn. Mã số 19 vẫn là một cây chân vàng lá nhỏ nha. Rồi cây này có hoành 16 nha các anh chị. Hoành 16. Cao 35 tới ngang 25. Bộ đế đó nè. Thấy khủng không? Rồi cây này giá báo giá của anh chị là 550.000 luôn. Cây mã số 19 550.000. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục lên mã 20. Mã 20 cũng cuối cùng của cái mã trang vàng này nha các anh chị. Em sẽ chuyển qua cái lô khác nha. Đó. Cây số 20 này có hoành 15 nha. Bộ đế đó nè. Cao 35 tới ngang 25. Rồi cây này giao lưu của anh chị 400.000. Bao ship toàn quốc nha. Rồi tiếp theo là em lên một cây trang vàng nghệ lá bơ nha. Đây. Đây cây vàng nghệ lá bơ. Cây này có chiều cao là 95 nha của anh chị. Tới ngang 70. Cây này hoành 8 nha. Đây hoành em đo vị trí này là 8. Thôi tính 7 đi. Nè 8 nè ha. Hoành 8. Rồi cây này giao lưu của bác chị 250.000 nha. Cho cây vàng nghệ lá bơ nha. Bông nó thì quá trời đẹp luôn. Rồi xuống cây luôn. Cái này thì em có hai cây nghe các anh chị. Đó, vàng nghệ lá bơ em có một cặp à. Cây mã số 22. Đây. Cái cây này mã số 22 này thoát thân nó khoảng 55 nha. Đó, cái hoành 7. Tán ngang nó thì khoảng 70. Tán ngang nó 70. Màu bông quá trời đẹp luôn. Cây vàng nghệ lá bơ. Rồi cây này cũng giao lưu quá chị 250.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là một cây trang đỏ nha các anh chị, đỏ lá trung nha. Đỏ màu mình nha, đỏ lá trung. Cây này thoát thân 35 nha. Cây mã số 23. Cây này có hoành 6 nha các anh chị. Chiều cao 70. Ừ, nha, đây tay cái nè. Đó. Hoành 6, chiều cao 70 tới ngang 55. Rồi cây này giao lưu của anh chị 200.000. Về chơi Tết luôn nha. Rồi xuống lôi cây luôn. Rồi tiếp tục. Lên cây Mỹ đỏ lá lớn. Mỹ đỏ lá nhung nha cô bác chị. Đỏ nhung nha. Đỏ nhung lá lớn. Lá xài. Cây mã số 24. 22, 23 tới mã số 24. Đây. Rồi cây này có hoành 10 nha. Cao 1m tới ngang 1m2. Đó, cây này là cây thần chậu nha cô bác chị. Bên em là cây mỹ đỏ nhung này là cây thần chậu nha. Mỹ nhung lá lớn. Thoát thân nó khoảng 1,5 tấc nha. Đó. Chiều cao nó 1,2 m tới ngang 1m. Rồi cây này giao lưu của bác chị 500.000. Bao sống bao ship toàn quốc nha. Cây này là cây thần chậu nha cô bác chị, thử em rút cái bầu ra em bó lại. Rồi tiếp tục lên cây mã số 25 luôn. Mã số 25 là một cây Mỹ Hồng nha.
cái miếng hồng thường chậu. Đây. Thường chậu này mình rút cái bầu ra, cái bó đem về nó hơi ấy. Rồi. Cây này có hoành. Hoành 10 nha. Cây mã số 25 có hoành 10. Chiều cao 95 tán ngang 100. Đó, miếng hồng. Zalo của anh chị 500.000. Đây cây thần chậu nha, em rút chậu ra rồi em bó lại nó hơi ấy nha. Mình đế thì mình chưa khai thác, thoát thân cũng khoảng tấc rưỡi. Rồi xuống coi. Rồi tiếp tục mã số 26 luôn. Rồi mã số 26 vẫn là cây miếng hồng nha, miếng hồng thần chậu nha. Đó. Cây này thì chơi Tết vừa luôn nha các anh chị. Đó. Rồi cái chiều cao cây này thì nó 1m05 nha. Rồi tới ngang nó 1m1 luôn. Có hơn nghe các anh chị. Đó, cái hoành này hoành chính nha. Đây, hoành chính. Thoát thân khoảng hơn tấc, lên đây nó chia đều ra 4 nạng nha, 4 nhánh nha. Đó. Rồi cây mã số 26. Rồi cây này giao lưu của anh chị 500.000 luôn. Bao sống bao ship toàn quốc nha. Cây miếng hồng phần chậu. Rồi tiếp tục lên mã số 27. Mã số 27 vẫn là cây miếng hồng phần chậu nha của anh chị. Đó. Cây này chiều cao 95, tán ngang nó 95 luôn. Do vô cái chậu khó nên em đo sẵn trước nha. Cô bác anh chị thì có gì đó thì kêu em chụp em đo lại cho cô bác anh chị xem tham khảo nha. Tại vì cây này mình bó bầu nó hơi ấy. Rồi cây mã số 27. Cây này có hoành đo trên đó là nó là 9 nhưng mà xuống đây thì chắc được 10 nha cô bác anh chị. Đây là tại mình bó bầu nó. Rồi cây này cũng giao lưu có bánh chị 500.000 luôn. Cây trồng dựng đứng gì nha. Tại vì mình vô cái chậu cái mình bó cái bầu lại cái nó ấy. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục lên cây mã số 28 luôn. Rồi cây mã số 28 vẫn là cây miếng hồng thường chậu nha. Rồi cây này có thoát thân chuẩn đẹp nha. Cây thì bông rực hết. Rồi cây số 28 này là có cái hoành 11 nha các anh chị. Chiều cao 1m, tán ngang 1m luôn. Đây chiều cao. Chiều cao 1m, 1m1. Tán ngang thì cũng 1m, 1m1 luôn. Đó, giao lưu các anh chị 500.000 gửi ngang. Hoành này là 11. Hoành đúng 11 luôn ha. Hoành 11. Rồi cây này giao lưu 550.000 nha, chiều cao 1m, tán ngang 1m. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên mã 29 nha. Vẫn là cây mỹ hồng thường chậu nha quý anh chị. Cây đang bông luôn. Rồi cây này có hoành 10 nha, chiều cao 1m, tán ngang cũng 1m luôn. Cây miếng hồng thần chậu nha các anh chị. Rồi giao lưu của anh chị 550.000 nha. Đó. Cây này thoát thân cắt nhánh này bỏ thì thoát thân khoảng 1,5 tấc nha, hơn tấc nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên mã 30. Quay nó hơi nhỏ, lên bầu quá trời bự. Rồi cây số 30. Rồi cây số 30 này có cái hoành 8 nha các anh chị. Hoành 8 thì bữa đo trên, còn cái đo lại chỗ đây. Rồi cây này có hoành 10 nha. Đây. Hoành 11 luôn. Vị trí này. Chiều cao 95, tán ngang 1m.
Rồi cây này giao lưu với các anh chị 450.000 luôn, 450.000 bao ship toàn quốc nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên mã 31. Rồi 31 là em giao lưu cho các anh chị là một cây trang đỏ lùm nha. Đỏ lùm, cây này cây đỏ vàng. Nó có hai màu nha. Đây, màu vàng với màu đỏ. Này đỏ bụi. Cái này hồi xưa người ta trồng hai cây đó. Hai cây. Cái thân này thì nó khoảng, cái thân lớn nó thì khoảng, đo vị trí này là khoảng 10. Thân lớn đo 10. Mấy thân này thì nằm tầm bàn tay mình nha, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón út nha. Đó. Cây mã số 31 này có cái hoành là tổng, cái này là 32, tổng cái bộ đế này là 32 nha, ngang 90, cao 90 luôn nha. Đây, đo lại cho các bác chị coi. Đó, 90. Nó hơn 100 nhưng mà mình tính kể chừng heo nó 90 đi. Này cũng hơn 100 luôn. Rồi cây này giao lưu các anh chị là 500.000 luôn, cây mã số 31. Rồi tiếp tục lên mã số 32 luôn. 32 vẫn là một cái cây đỏ nó nhỏ nha, đỏ thái mình nha. Đây, cái này là bụi nha các anh chị, kể bụi đi, nó thoát thân thấp với mình kể bụi đi. Đây, cây mã số 32 này là có cái hoành là 30 nha, tổng cái này nó là 30, chiều cao của nó là 85, tán ngang cũng 85 luôn. Đó. Cái này thì có nhánh tét chút xíu mà không sao. Đó. Nhánh nó bị xước chút. Rồi cây này giao lưu 500.000. Rồi xuống luôn. Rồi tiếp tục mã 33 luôn. Mã 33 vẫn là một bụi trang đỏ nha các anh chị. Đây nè, cái củ nó nè. Cái củ nó thì khít gịch đặc hệt luôn. Nhưng mà mình kể là cái bụi lùm đi. Đó, cho cô bác anh chị dễ hình dung. Đó, thấy không? Nó cũng liền hết. Ừ, về cô bác anh chị khai thác thêm nha. Rồi tổng cái này, cái hoành của nó là 25 nha cô bác anh chị. Cây này thì nó cũng như bàn tay luôn. Cái thân của nó thì cũng như bàn tay luôn. Chiều cao 95, tán ngang 95 luôn. Rồi cây này giao lưu của bác anh chị 500.000. Bao sống bao ship toàn quốc của bác anh chị nha. Rồi xuống luôn. Hôm nay em về được 4 cây này nha của bác anh chị. Rồi tiếp tục mã 34. Đây, mã 34 vẫn là một cái cây trang bụi nha. Mình kể trang bụi đi. Rồi cây này tổng cái hoành nó 28 nha, chiều cao nó là 75, tán ngang nó 90 nha. Đây, cây thì nhánh cành này rất lực nha, mấy cái thân này, thân chính nó khoảng 9, 10, 8, 8, 9. Rồi cây này giao lưu của anh chị 450.000 nha, bao sống bao ship luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục em có mấy cây đỏ nhung giao lưu với anh chị nha. Mã số 35 là cây đỏ nhung lá bóng, đỏ nhung lá nhựa mình nha. Đó. Cây này thoát thân khoảng 35. Bộ đế nó thì ok nha, bộ đế nó thì đẹp, tương đối đẹp. Cây này thì có hoành 10 nha các anh chị. Hoành 10. Đây cái bộ đế thì mình băng keo qua đây nhưng mà nó đều hết, đều bốn mặt hết nha. Bộ đế lực lắm. Rồi cây mã số 35 này là có hoành 10, cao 100, tán ngang 100 luôn. Rồi giao lưu của anh chị 400.000 nha. Cây đỏ nhung lá nhựa, đỏ nhung lá bóng mình nha. Rồi xuống luôn. Tiếp tục lên mã 36. 36 vẫn là một cái cây đỏ nhung lá bóng nha, đỏ nhung lá nhựa. Cây bên em thì bao sống bao xếp nha cô anh chị. Đó, cây gì đó.
Rồi cây này thoát thân cũng khoảng 30 nha. Cây này cũng có hoành 10 luôn, cao 1m tới ngang 1m1. Giao lưu của anh chị cũng 450.000 luôn. Cái bộ đế nó thì đều hết trơn nha, tại vì em băng keo cho nó giữ cái bầu lại, nó tránh nó bể bầu. Rồi cây này giao lưu của anh chị 450.000. Đỏ nhung lá nhựa nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên rã 37. Đó, 37. Vẫn là cây đỏ nhung nha. Đó, cây này đó. Cây này thoát thân nó khoảng 45 nha các anh chị, thoát thân 45. Cây này có cũng hoành 10 luôn. Hoành 10, chiều cao nó 115, tới ngang nó cũng 100 luôn. Cây này giao lưu của bác chị 500.000. Bộ đế cây này thì quái nha. Đế nôm cao luôn, cọng rễ nào cũng rễ nấy khoảng gần bằng ngón tay. Nè. Tại vì mình bó bầu nó hơi kỹ đó. Đó, cô bác anh chị về khai thác thêm nha. Rồi xuống cây luôn. Mã số 37 giao lưu của bác chị 500.000. Tiếp tục lên mã số 38. Đó. Mã số 38 thì cây này nó hơi lắc hơi nha. Rồi mã số 38 này có hoành 12 nha các anh chị. Hoành 12. Chiều cao 1m1 tới ngang 1m. Đây, em khui cái đế, cắt cái đế ra cho các anh chị xem nè, đó. Tại cái cây rẻ tiền mình ít có đâu cái đưa hoành thân đi. Hoành thân thì vị trí này nó 12 nè, 12 hơn 12 rưỡi ha. Đó. Thôi mình kể 12 đi. Bộ đế nè, rất lực, đều hết. Lô này của em này còn rất là nhiều nha các bác anh chị. Cô bác anh chị mua số lượng gì thì cứ alo trực tiếp với em nha, giá sẽ giảm lại nha. Rồi cây 38 có hoành 12, giao lưu của bác anh chị 500.000 luôn. Anh chị muốn lấy giá sỉ về bán lại thì cứ điện trực tiếp em thương lượng giá cả nha. Số điện thoại của em là 0359667713, cũng là số Zalo luôn nha. Đó. Rồi tiếp tục cây mã 39. Đó. 39 này cũng hoành 12 luôn nha bánh vậy, cao 1m2 tới ngang 1m. Đây cây bộ đế, đây bộ đế nè, lớn hơn ngón tay luôn, đều bốn mặt hết. Cây này thoát thân chắc cỡ 45 này đo luôn. Rồi có thoát thân 45 nha các anh chị. Rồi cây 39 này giao lưu của anh chị 550.000 luôn. Bao sống bao ship toàn quốc của anh chị nha. Rồi tiếp tục đổi cây luôn. Cây mã số 40. Mã số 40 là cũng là cuối cùng của cái clip hôm nay của anh chị. Của anh chị xem tham khảo và có gì alo trực tiếp với em nha. Số điện thoại của em là 0359667713, số Zalo luôn nha. Rồi tiếp tục mã số cuối cùng, mã số 40. Này. Vẫn là cây đỏ nhung lá nhựa nha các anh chị. Rồi mã số 40 cây này có hoành 11 nha, cao 1m1 tới ngang 75. Giao lưu của anh chị 400.000. Đây, bộ đế nó thì quá đẹp. Đều bốn hết trơn luôn. Cái dòng nó ra biệt ngoài này luôn, bộ đế. Kính cứng bầu luôn. Rồi. Cuối clip em cũng xin chúc cho cô bác anh chị có buổi xem kênh vui vẻ và chọn cho mình những cái cây ưng ý ạ. Xin chào tạm biệt.